Năm nay toàn tỉnh có hơn 8.800 hecta vải, tương đương năm trước. Do thời tiết không thuận, tỷ lệ cây vải ra hoa thấp hơn nhiều so với năm trước. Với kỳ vọng giá bán sẽ cao hơn và việc tiêu thụ cũng sẽ thuận lợi hơn, người trồng vải tuân thủ nghiêm quy trình canh tác theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để có vải chất lượng cao. Ghi nhận tại huyện Thanh Hà, địa phương có gần 3.300 hecta vải. Gia đình bà Đỗ Thị Lệ ở xóm 3 xã Thanh Sơn có 4 xào vải thiều sớm sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp thuộc tổ sản xuất số 10 xã Thanh Sơn. Bà Lệ cho biết năm nay vải ra hoa ít hơn năm trước. Để tỷ lệ đậu quả cao, ngay từ khi vải ra hoa, bà Lệ đã tuân thủ nghiêm quy trình canh tác của cơ quan chuyên môn. Vì thế cả 4 xào vải thiều sớm đều có tỷ lệ đậu quả đạt cao. Sâu bệnh gây hại ít để giúp cho người dân tuân thủ quy tắc canh tác, các tổ trưởng tổ sản xuất vải Việt Gáp trên địa bàn xã Thanh Sơn thường xuyên bám vườn giám sát, hướng dẫn nông dân nhất là tuân thủ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép, thực hiện nghiêm túc việc ghi sổ nhật ký sản xuất và dọn vệ sinh vườn để quản lý sinh vật theo yêu cầu của nước nhập khẩu. Chúng tôi cũng thấy một số cái sâu độc quả đấy, nó đang phát triển thì cũng đã đôn đốc các cái hộ trong tổ sản xuất đấy là phun diệt kịp thời đấy cho nên là hiện giờ là sâu bệnh là cũng ít đi rồi thế đấy thì cũng là cái cái phát triển tốt sau mỗi một cái lần đi phun với lại chăm sóc thì là tôi cũng đôn đốc các thành viên là ghi chép rất đầy đủ vào cái sổ nhật ký theo trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện thanh hà nông dân các vùng vải trên địa bàn đều đã thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh tuy nhiên theo dự báo thời tiết những ngày tới nhiệt độ sẽ tăng dần nắng nóng gay gắt hơn thuận lợi cho vải phát triển quả nhưng cũng là điều kiện cho sâu bệnh phát sinh gây hại vải giai đoạn quả non trong đó sâu đục hạt và bệnh dụng quả sinh lý gia tăng các tổ sản xuất và người trồng vải cần tiếp tục thực hiện các biện pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cái đối tượng thâu đủ hạt ở trên cái trà vải sớm đặc biệt là cái trà vải u trứng trắng và u trung thâm là gây hạ rất chừng là lớn cho nên là chúng tôi khuyến cáo bà con nông dân tích cực tham đồng và và có cái biện pháp phun trừ cho tốt và cái thứ hai nữa thì qua điều tra đấy, hiện tại bây giờ thì cũng có một cái đối tượng nữa là cái cái dụng quả sinh lý ở trên các cái trà vải cho nên là nhằm hạn chế được cái hiện tượng này thì bà con nông dân nên là chúng ta nên tích cực chăm bón và theo cái sự khuyến cáo của của cơ quan để phòng trừ sâu bệnh trên cây vải đúng quy trình sản xuất, tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo nông dân cần tỉa cành thông thoáng và vệ sinh sạch vườn vải, tập trung phòng trừ các đối tượng sâu bệnh gây hại vải bằng các thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép, tiến hành bón các loại phân có hàm lượng lân và kali cao, hàm lượng đạm thấp để cây khỏe hơn, hạn chế tình trạng dụng quả non. Được biết, năm nay các vùng vải trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì 198 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, trong đó huyện Thanh Hà có 167 mã, thành phố Chi Linh có 25 mã, huyện Ninh Giang có 6 mã. Cùng với đó, toàn tỉnh cũng tiếp tục duy trì 21 mã cơ sở đóng gói, tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện Thanh Hà.